Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Hoàng Sa và Trường Sa là một phần máu thịt, là tấc vàng của đất nước Việt Nam. Và các bạn biết đấy, người bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta từ nhiều năm qua vẫn luôn tìm đủ mọi mưu hèn, kế bẩn, hòng nuốt trọn tài sản quý giá này. Tuy nhiên, dù Trung Quốc có mưu mô xảo quyệt và trắng trợn đến đâu, thì chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam vẫn được giữ gìn trọn vẹn bởi những bằng chứng xác thực nhất. Và một trong số đó, những bằng chứng quan trọng khiến cho Trung Quốc phải cứng họng khi nhắc đến chủ quyền Biển Đông, trong đó có hai quần đảo thiêng liêng của Việt Nam, đó chính là những bản đồ cổ quý báu. Không chỉ có mỗi Việt Nam, mà cả các nhà sử học và địa lý học phương Tây cũng đã từng công bố rất nhiều bản đồ vô giá như vậy. Vậy thì những tấm bản đồ cổ đó có nội dung như thế nào và chúng có giá trị ra sao? Mời các bạn hãy cùng với tên kênh tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay nhé. Trước hết, để hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của những tấm bản đồ cổ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành vẽ bản đồ các bạn nhá. Ngành vẽ bản đồ hay còn gọi là trắc địa. Theo như ghi chép thì ngành này đã được bắt đầu từ khoảng năm 1400 trước công nguyên tại Ai Cập. Lúc bấy giờ trắc địa được dùng để chia đất, phục vụ cho mục đích tính thuế. Sau Ai Cập thì cổ Hy Lạp cũng có nền văn hóa phát triển mạnh mẽ. Khoảng 300 năm trước công nguyên, nhà thiên văn học nổi tiếng có tên là Eratosthenes đã cho rằng quả đất có dạng hình cầu và đo được độ dài cùng kinh tuyến. Thế kỷ thứ 13, người Trung Quốc đã tìm ra la bàn, ứng dụng la bàn vào việc thành lập bản đồ hàng hải với phương pháp sao hỏa tâm. Thế kỷ thứ 16, đã tìm ra phép chiếu phương vị ngang đồng góc để có thể vẽ bản đồ. Sang thế kỷ thứ 18, nhà bác học Lambert đo được độ dài kinh tuyến Campani và ông cũng chính là tác giả đặt ra đơn vị đo độ dài là mét mà chúng ta vẫn đang dùng hiện nay. Đến thế kỷ thứ 19, nhà toán học Abel đã tìm ra phương pháp chiếu đồ mới. Trải qua nhiều thời đại, khoa học trắc địa đã phát triển cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và nền sản xuất xã hội, đặc biệt là ở phương Tây. Do đó mà khi nói đến bản đồ, chúng ta không thể không nhắc đến những người phương Tây. Hay nói cách khác, bản đồ đến từ xứ sở này có sự chính xác gần như tuyệt đối. Tấm bản đồ xuất hiện sớm nhất mà cho đến nay chúng ta vẫn được biết đến khi nói về Hoàng Sa, đó chính là tấm bản đồ đã được xuất hiện trong toàn tập An Nam Lộ. Bản đồ này do chúa Trịnh Căn Sai Đỗ Bá trong nhiều năm dựa trên cơ sở tư liệu cũ, kết hợp với tư liệu mới và được hoàn thành vào niên hiệu Chính Hòa thứ 7, tức là vào năm 1686, với tên gọi Bãi Cát Vàng. Trong đó Đỗ Bá đã vẽ bãi cát vàng chữ Nôm, tức nói đến quần đảo Hoàng Sa. Ông cũng chú thích vô cùng chi tiết về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo này, cũng như chủ quyền của chúa Nguyễn đã được xác lập ở đó. Đỗ Bá đã viết thêm những dòng ghi chú: giữa biển có một dải cát rời gọi là Bãi Cát Vàng, dài độ 400 dặm, rộng 20 dặm, dựng đứng giữa biển. Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa đông đưa 18 chiếc thuyền đến đấy lấy hàng hóa, được phần nhiều là vàng, bạc, tiền tệ, súng đạn. Sau đó chúng ta còn phát hiện được thêm rất nhiều bản đồ, mặc dù niên đại khác nhau, nhưng tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất, minh bạch nhất cho chủ quyền đầy đanh thép của Việt Nam trên Biển Đông. Thế nhưng, không chỉ có các tấm bản đồ của Việt Nam ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là tấc đất tấc vàng của quốc gia, mà còn có rất nhiều tấm bản đồ phương Tây đã một lần nữa làm sáng tỏ nhận định này. Năm 1744, Homaneus đã vẽ bản đồ châu Á Cartesiacea. Trong bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chú là một Ampa, tên viết tắt của chữ Islands Ampa, còn có nghĩa là quần đảo thuộc Champa, tức là thuộc Champa, lúc bấy giờ chính là đằng trong của Đại Việt, vùng đất do các chúa Nguyễn trị vì năm 1838 giám mục người Pháp George Pinel đã cho đính kèm cuốn tự điển Việt Latin xuất bản tại Ấn Độ. Một tấm bản đồ khá lớn với chiều ngang 40cm, chiều rộng là 80cm. Tên bản đồ được thể hiện bằng 3 thứ chữ Hán, Việt và Latin. Dòng chữ Việt là An Nam Đại Quốc Họa Đồ, trong đó ghi tới khoảng 505 địa danh, điểm đặc biệt là với quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ghi địa danh pa ra theo cách gọi của người phương Tây, Pineau còn ghi tục danh là Cát Vàng bằng chữ Việt Latin. Rõ ràng địa danh Cát Vàng là tên gọi tiếng Việt, cho nên đó không thể có ở một nước nào khác. Thêm nữa, vào năm 1827, Philip Van Zemaelen là nhà địa lý học, thành viên kiệt xuất của Hội Địa lý đã xuất bản bộ Atlas Thế giới. Atlas bao gồm 6 tập với 7 bản đồ chung của năm châu lục, 381 bản đồ chi tiết, 40 trang bảng thống kê và nhiều thông tin về địa lý tự nhiên, chính trị, khoáng sản. Bộ Atlas này được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nó hoàn chỉnh trên cơ sở những tấm bản đồ tốt nhất thế giới ở thời điểm đó, kết hợp những thông tin từ quan sát thiên văn hay những chuyến đi du hành ở nhiều nơi trên trái đất. Trong bộ Atlas, bản đồ các nước châu Á gồm 11 tấm, nằm trong tập 2 của bộ đất nước Việt Nam được giới thiệu thông qua các tấm bản đồ số 97, 105, 106 và 110. Đặc biệt là câu chuyện trên là tờ bản đồ số 106,
Tờ bản đồ vẽ đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến thứ 12 đến vĩ tuyến 16, phía ngoài khơi xa Paja, tức là Hoàng Sa được vẽ khá chi tiết, tỉ mỉ và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 đến 17 và kinh độ từ 109 đến 111. Quần đảo Paja trong bản đồ có các đảo Patle, Chi và Lincoln, Roche ao Jesus, bãi đá ngầm ở phía đông, Duncan ở phía tây và đảo Triton ở phía nam, nằm ngay dưới vĩ độ 16. Sâu xuống phía nam khoảng vĩ độ 14.5 chúng ta có Invertiga bản đồ, còn có một bản giới thiệu tóm tắt về đế chế An Nam, Empire di An Nam, bên cạnh khu vực được xác định là Hoàng Sa Paja. Tiếp liền Patiese La Cochinchine ở phía trên là tấm bản đồ 98 mang tên Patiese La Chine trong khoảng vĩ độ 18 đến 21 và kinh độ 106 đến 114 xuất hiện. Tấm này cho biết biên giới cực nam của Trung Quốc chưa hề chạm đến vĩ độ 1,8 bằng việc vẽ khu vực Quảng Đông và đảo Hải Nam. Và một sự thật bất ngờ là tất cả các bản đồ của anh bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20 trở về trước cũng hoàn toàn thống nhất với bản đồ của phương Tây. Chúng không hề vẽ lãnh thổ cực nam Trung Quốc vượt xuống dưới vĩ độ 18. Từ thế kỷ 16, chúng ta đã có một số bản đồ của phương Tây vẽ về khu vực Đông Ấn, trong đó có đánh dấu địa danh Paja Hoàng Sa ở giữa Biển Đông và khu vực bờ biển phía Tây Paja, bờ biển miền Trung Việt Nam được đánh dấu là bờ biển Hoàng Sa. Bước sang đến thế kỷ 17 và nhất là thế kỷ 18, rất nhiều tấm bản đồ đã thể hiện một cách rõ ràng các vị trí, đặc điểm địa lý, cũng như mối quan hệ chủ quyền của khu vực đàng trong với Paja. Tuy nhiên, hầu hết các tấm bản đồ này đều sắp xếp Paja thuộc khu vực Đông Ấn. Phải đến đầu thế kỷ 19 khi Vương Triều Nguyễn được thành lập, cùng với đó là sự khẳng định chủ quyền Việt Nam một cách đầy đủ, bản đồ phương Tây mới chính thức xác nhận quần đảo Paja nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và hiển nhiên nó là thuộc về đất nước Việt Nam. Do đó mà Patiese La Cochinchina được xem là một trong những tấm bản đồ đầu tiên của phương Tây đã vẽ một cách tuyệt đối chính xác đặc điểm địa lý, vị trí, tên gọi phương Tây của các đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Bản đồ được đặt trong khu vực Cochinchina là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời khỏi đế chế An Nam, minh chứng một cách rõ ràng và chuẩn xác chủ quyền của Việt Nam ở Paja đã được quốc tế ghi nhận. Patiese La Cochinchina chính là tài liệu vô giá, góp phần nâng cao giá trị khoa học, chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo đặc biệt. Đó chính là một bằng chứng đanh thép đích thực, hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế cao. Nó đã phần nào củng cố thêm công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở tấm bản đồ trên, mà mới đây nhà xuất bản Nhật Bản cũng đã phát hành cuốn sách của phó giáo sư Shinka Wajima, nguyên giảng viên Đại học Tokyo, Nhật Bản mang tên Những điều người Nhật Bản đang hiểu lầm về lịch sử cận hiện đại Đông Nam Á. Cuốn sách đã chỉ ra hai tư liệu lịch sử quan trọng do các nhà hàng hải châu Âu đưa ra từ thế kỷ 16. Những tư liệu quý giá đó một lần nữa thừa nhận chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Nhìn vào cuốn sách này, ta có thể dễ dàng thấy được tấm bản đồ India Đông Ấn Độ được nhà hàng hải Hà Lan tên là Jorge Kuhalian 1563 đến năm 1612, lập nên từ thế kỷ 16. Trong đó, tấm bản đồ cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được vẽ nối liền với nhau như hình một mũi dao và được đặt tên Trung Paja, vùng bờ biển miền Trung Việt Nam. Nơi đối diện với quần đảo này được đặt là Costa Rica. Điều này đã cho thấy rõ ràng, tác giả tấm bản đồ đã có những sự đo đạc vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận, qua đó ghi nhận sự liên hệ mật thiết giữa lãnh thổ Việt Nam với Paja. Các bạn thân mến, những tấm bản đồ được nêu ở trên rõ ràng đã cho chúng ta thấy rõ thêm những bằng chứng đanh thép nhất, minh bạch nhất về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó chúng ta có quyền tự hào về tấc đất tấc vàng, rừng vàng biển bạc mà ông cha ta từ xưa đã dày công vun đắp, giữ gìn và bảo vệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Sau trận mưa lũ lịch sử xảy ra khắp nơi trên thế giới như ở Ý, Cuba, khiến nhiều người thiệt mạng, cả thế giới còn chưa hết bàng hoàng, thì mới đây tại một tỉnh miền Tây Trung Quốc tiếp tục lại xuất hiện mưa lớn cùng với lũ quét, khiến ít nhất hơn 10 người tử vong và 23 người mất tích. Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm từ lũ quét, tuy nhiên người dân tại đây vẫn không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của nó. Thảm họa lũ quét tại Thanh Hải, Trung Quốc. Theo AP, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, mưa lớn và lũ quét đêm ngày 1 tháng 8 ở Đại Đồng, Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 5.500 người tại 7 ngôi làng. Ít nhất có hơn 10 người tử vong và 23 người hiện vẫn còn đang mất tích. 5 người mất tích mới được tìm thấy. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các nhà chức trách cho biết trận lũ quét ở Thanh Hải là kiểu lũ ống. Những dòng lũ này thường là kết quả của các trận mưa lớn ở các khu vực miền núi.
Nước chảy xuống núi biến những khe hoặc dòng suối trở thành những dòng sông hung hãn, khiến con người khó cảnh giác. Thông tin cho biết trận mưa dông xảy ra bất ngờ tối ngày 1 tháng 8 đã gây ra lũ lụt sạt lở đất, làm thay đổi dòng chảy của một con sông và gây ra lũ quét tại tỉnh trên. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Một trụ sở tiền tuyến đã được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc CCTV cho biết, hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Một trụ sở tiền tuyến đã được lập ra ở khu vực xảy ra lũ quét để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và An hán Quốc gia Trung Quốc ngày 5 tháng 8 đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với công tác phòng chống lũ lụt do mưa lớn, được dự báo sẽ trút xuống các khu vực ở miền Bắc nước này. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Biện pháp ứng phó khẩn cấp được áp dụng trong những khu vực của Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Thiểm Tây và Cam Túc. Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở một số địa phương. Trong số này, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia Trung Quốc hối thúc các địa phương nêu trên tăng cường các biện pháp giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành những hoạt động chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc hôm ngày 5 tháng 8 đã đề ra kế hoạch kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhằm tránh gây thương vong trong bối cảnh dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở Tây Bắc Nội Mông, miền Bắc và Đông Bắc nước này vào tuần tới, trong khi hạn hán do nắng nóng dự báo tiếp tục xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử. Hai cơ quan trên yêu cầu giới chức các địa phương ban bố cảnh báo sớm đối với nhóm khách du lịch, người lao động và phương tiện đi lại, đồng thời siết chặt quy định đối với các điểm du lịch, khu vực nguy hiểm, công trường xây dựng các đoạn đường bị ngập nước. Hồi đầu tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ lụt. Trận mưa lớn bất ngờ xảy ra vào thời điểm nắng nóng, mùa hè ở Trung Quốc đang lên tới đỉnh điểm. Nhiều tỉnh ghi nhận tình trạng nóng khủng khiếp. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết bất thường trở nên thường xuyên hơn do sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Còn nhớ trước đó, tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất có 4 người tử vong và 13 người khác mất tích sau những trận mưa xối xả gây ra lũ quét. Ngoài ra, hơn 1.000 người khác phải sơ tán hôm 3 tháng 7. Trong khi đó, tại thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc, truyền thông ghi nhận 5 người tử vong và 2.500 người phải sơ tán. Lượng mưa trong hơn một ngày đạt 92,5mm ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, gần gấp đôi lượng mưa trung bình được ghi nhận trong 6 tháng. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên là do biến đổi khí hậu, không khí ấm hơn, có thể tích trữ nhiều nước và tạo thành các đám mây to hơn. Vai trò của các con đập đối với vấn đề này được đánh giá là phức tạp. Hoạt động của 10 đập lớn bao gồm đập Tam Hiệp khiến mực nước giảm vào mùa đông và mùa xuân, nhưng lại tăng lên trong những thời kỳ khí hậu ấm hơn. Cách đây hơn 2 năm, một số chuyên gia Trung Quốc tuyên bố nếu không có hồ chứa của Tam Hiệp, tình hình lũ lụt có thể đã tồi tệ hơn. Tổng cộng, Tam Hiệp giúp trữ được khoảng 180 tỷ mét khối nước lũ. Tuy nhiên, hàng năm những con đập này không những chưa ngăn cản được lũ mà còn đe dọa vỡ đập, có nguy cơ gây thiệt hại cực lớn. Mùa hè khắc nghiệt bất thường ở Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, trái ngược với tình hình mưa lũ tại khu vực miền Tây, thì ở miền Đông Trung Quốc, người dân đang phải vật lộn với hạn hán khắc nghiệt, thiếu nước trầm trọng. Tính đến hôm ngày 5 tháng 8, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài 34 ngày. Đây là đợt nắng nóng dài nhất trong hơn 6 thập kỷ. Hãy cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khiến hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn. Và quả thật, hiện nay giống như nhiều nơi khác trên thế giới, Trung Quốc đang quay cuồng với tác động của nó. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều khu vực khác. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây 62 năm. Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một thông báo hôm 6 tháng 8 rằng hạn hán trên toàn lưu vực sông Dương Tử ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nước uống của người dân nông thôn và gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Dương Tử chỉ là một trong nhiều sông và hồ trên bán cầu Bắc đang khô cạn và co lại do nhiệt độ không ngừng tăng và lượng mưa thấp.
hôm 5 tháng 8, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trở thành tỉnh mới nhất, thông báo rằng họ sẽ tạo ra các đám mây gây mưa bằng cách sử dụng các thanh iốt bạc để tạo ra mưa. Ít nhất 3,9 triệu người ở Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ tháng 6. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết hơn 120.000 người ở đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước uống và gần 450.000 hectare cây trồng bị thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Cơ quan khí tượng cho biết Trung Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất cho ít nhất 131 thành phố và quận trên khắp đất nước vào hôm 6 tháng 8 và 350 người khác được đặt trong tình trạng báo động màu da cam cao. Thứ hai, đợt nắng nóng cũng ghi nhận số lượng lớn nhất các quận và thành phố, vượt quá nền nhiệt độ 40 độ C, khoảng 104 độ F. Nhiệt độ cao liên tục được dự báo sẽ tiếp tục ở lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực rộng lớn ở miền Trung Trung Quốc cho đến ngày 12 tháng 8. Tại An Huy, miền Đông Trung Quốc, một trong những tỉnh sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất của Trung Quốc, một số nơi đã chứng kiến các con sông chính khô hạn do nắng nóng dai dẳng. Nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt hàng ngày đang thiếu trầm trọng. Một dân làng tại huyện Thanh Dương của tỉnh An Huy chia sẻ, lúa trên các cánh đồng giờ đã khô hết. Tại thị trấn Hà Canh ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, gần 1.000 cư dân của hai ngôi làng cảnh báo tình trạng thiếu nước. Cơ quan cứu hỏa địa phương đã sử dụng các bồn chứa nước của xe cứu hỏa để cung cấp nước cho dân làng. Theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Quốc gia, trong 1 giờ vào khoảng nửa đêm ngày 1 tháng 8, lượng mưa trút xuống là 40,6mm. Sao Linh, sinh viên đại học sống cách vùng lũ 30km nói rằng thời tiết khắc nghiệt thật đáng sợ. Mưa lớn kèm sấm chớp ập đến lúc nửa đêm, nước tràn vào nhà qua các khe cửa sổ đóng kín. Một người dùng Weibo họ Fan sống gần núi hơn kể về trải nghiệm của mình. Sau khi nhà bị ngập vào nửa đêm, Fan và gia đình đã chạy lên đồi. Đến 1 giờ sáng thì nhìn thấy nước lũ tràn xuống đồi. Huyện Đại Đồng nằm trong thung lũng sông ở rìa phía tây của cao nguyên Hoàng Thổ. Dưới lượng mưa cực lớn như vậy, lớp đất mặt có thể dễ dàng bong ra và gây lũ quét. Blogger thời tiết và địa lý nổi tiếng Fei Jumei Wang có hơn 530.000 người theo dõi trên Weibo cho biết, tuần trước tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa nhiều nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay và kỷ lục lượng mưa đã bị phá vỡ ở nhiều nơi trong tỉnh. Ngày 6 tháng 8, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo về lượng mưa lớn dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm cơn đại hồng thủy từ những ngày trước đó. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa cực lớn liên tục ở Thanh Hải là do đối áp cao cận nhiệt đới mạnh gần đây gây ra. Những đợt nắng nóng trên diện rộng và hạn hán đã ập đến miền Nam Trung Quốc trong những tuần gần đây, gây ra tình trạng thiếu điện và gián đoạn sản xuất. Một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ ngày 1 tháng 8 đến nay cũng ảnh hưởng đến hơn 1,1 triệu người ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc. Bài toán về ngăn chặn lũ quét và hạn hán không phải là mới, nhưng để giải quyết được nó thì không thể trong một sớm một chiều. Mong rằng những chiến dịch phòng chống biến đổi khí hậu sẽ được hưởng ứng tích cực, nếu không vẫn sẽ còn nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh mất cửa, mất nhà. Chúng ta đang phải đối mặt và trả giá cho những hành vi khiến cho trái đất nóng lên. Nếu như Việt Nam đang phải đối diện với tình trạng khô hạn diện rộng, thì ngay tại Trung Quốc bất ngờ xuất hiện tình trạng lũ lụt, thời tiết cực đoan vô cùng phức tạp. Mưa lũ nghiêm trọng vừa ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 95.000 người và buộc hơn 14.000 người phải sơ tán và di rời tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc. Những cơn mưa xối xả trút xuống nhiều khu vực của tỉnh Hồ Nam kể từ ngày 29 tháng 7, với châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây chứng kiến lượng mưa kỷ lục. Chỉ tính riêng trong địa bàn này, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính vào khoảng 575.000 nhân dân tệ, khoảng 79,5 triệu đô. Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, nước lũ đã rút dần, mạng lưới giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc đang phải được khôi phục. Kể từ ngày 30 tháng 7, lực lượng cứu hộ tại nhiều khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quý Châu, đã di chuyển người và gia súc đến nơi an toàn, tránh lũ lụt, sạt lở đất. Khu đô thị và các thị trấn xung quanh thành phố Bảo Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các trận mưa không ngớt với lượng mưa gần 280mm liên tiếp trong 12 giờ. Hơn 1.000 người dân từ 12 thị trấn ở thành phố đã được di rời thành công đến các địa điểm an toàn hơn. Chính quyền địa phương huy động hơn 3.000 nhân lực giúp người dân vùng thiên tai thoát nước, nạo vét tiêu độc khử trùng. Theo truyền thông Trung Quốc, nước lớn đã trút xuống một số khu vực của tỉnh Vân Nam vào cuối tuần, khiến đường xá ngập sâu và cuốn trôi nhiều ô tô. Sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên khiến một số người tử vong vào tuần trước. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Nắng nóng xảy ra sớm hơn bình thường và trên diện rộng hơn.
Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, thời tiết nắng nóng dự kiến kéo dài thêm 10 ngày nữa. Trong nhiều tuần, các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh báo về thời tiết đối lưu mạnh thường dẫn tới dông, bão. Mưa đá xảy ra vào ngày 1 tháng 8 ở tỉnh Hắc Long Giang làm vỡ cửa. Bên cạnh việc huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp, giới chức cũng nhanh chóng đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, đồng thời khẩn trương ghi nhận đánh giá tình trạng lở đất do ảnh hưởng của mưa lũ. Tại các địa điểm tái định cư, nhiều người dân sơ tán được cung cấp thức ăn, nước uống, hỗ trợ lều bạt và chăn màn. Thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều tuần. Mưa lớn, nắng nóng và mưa đá gần đây gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, mùa màng và gây nguy hiểm cho gia súc, gia cầm khắp Trung Quốc. Kính thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 8, mực nước của 7 con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Trùng Khánh là một trong những thành phố đông đúc nhất Trung Quốc với 30 triệu dân. Trạm quan trắc khí tượng Thủy văn Trùng Khánh, mưa lớn đã hoành hành trên khắp 24 quận và huyện của thành phố trong 24 giờ kể từ 8 giờ ngày 3 tháng 8. Với làng Baiyan ở quận Hanju, ghi nhận lượng mưa theo ngày cao nhất là 251,5mm. Trong khi đó, Văn phòng Tài nguyên nước thành phố cho biết quận BB đã chứng kiến các trận mưa liên tiếp kể từ sáng ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 3 tháng 8 với lượng mưa khoảng 219mm. Truyền thông nhà nước đưa tin, mưa lớn trong vài ngày qua ở Trung Khánh đã dẫn đến lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại nước này kể từ khi mùa mưa năm nay bắt đầu. Mùa mưa ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 9. Sáng ngày 3 tháng 8, trạm quan trắc khí tượng Thủy văn Trùng Khánh đã phát cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ lụt ở một số con sông ở quận Hanju và một con sông khác ở quận Qijiang vì những con sông này dự kiến sẽ ghi nhận mực nước dâng cao. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được chia làm 4 cấp với màu đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết sáng ngày 4 tháng 8, mưa bão đã khiến cây cầu đường sắt Tứ Bộ Hà tại Trùng Khánh bị sập một phần, dẫn đến các hoạt động giao thông đường sắt bị gián đoạn. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà trong khu vực mưa bão bị hư hại, trong khi công tác sơ tán người dân bằng thuyền cứu hộ đang được triển khai. Truyền thông địa phương đưa tin thêm về chiếc ô tô chở 5 người đã bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 3 tháng 8 tại huyện Khuen San, tỉnh Hà Nam, trong đó một người đã được giải cứu. Chính quyền thành phố Trùng Khánh đang triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn như chỉ dẫn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở các vùng thuộc Hà Nam, Hồ Bắc, Trung Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8. Theo đó, đã gia hạn cảnh báo màu xanh về nguy cơ mưa bão ở các vùng tại nước này. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất chết người. Chính phủ nước này đã nâng cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn. Ngày 5 tháng 8, The Guardian cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các lực lượng chức năng nỗ lực mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dân và tài sản trong đợt lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này. Thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều tuần qua. Mưa lớn ở khu vực Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc đã dẫn tới lũ quét, khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích. Mưa lớn trút xuống một số khu vực của tỉnh Vân Nam vào cuối tuần cũng khiến đường sá ngập sâu và cuốn trôi nhiều ô tô, sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, khiến một số người chết. Ngập lụt cũng khiến vùng Tương Tây ở tỉnh Hồ Nam thiệt hại gần 600 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 triệu đô la Mỹ, với 95.399 người và 6.648,34 hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Nắng nóng đang xảy ra sớm hơn và trên diện rộng hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài thêm 10 ngày nữa. Trong những tuần tới, các nhà dự báo thời tiết cũng dự báo thời tiết đối lưu mạnh có thể tiếp tục gây ra mưa lớn, dông bão tại nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang đã ban bố cảnh báo lũ lụt. Thưa quý vị, tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ, sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Được biết, trong 361 người mất tích có 62 người là thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và Internet đang bị hư hỏng hoàn toàn.
và khả năng 361 người mất tích đã thiệt mạng và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước lũ. Tính đến 7 giờ sáng ngày 7 tháng 8, sau khi trận lũ diễn ra đã nhiều giờ đồng hồ nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý và các bộ ngành khác nhau của tỉnh Hồ Nam. Nhưng nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy đáng tiếc này. Hướng khắc phục hậu quả của trận lũ lụt để lại là sẽ có khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào đó cho các hộ dân, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các rãnh áp thấp và dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làn mục tiêu bất ngờ của cơn bão nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào. Và đứng trước nỗi đau mất mát của người dân, hàng chục người đã phải bỏ mạng trong trận lũ. Trong đó có một phần trách nhiệm của nhà nước cũng như lượng nước từ đập thủy điện xả xuống đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng hơn. Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường những khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua sẽ có người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Một sự mất mát lớn đến như vậy nhưng chỉ nhận lại được những lời nói vô trách nhiệm của Tập Cận Bình đã làm cho dân chúng hết sức phẫn nộ. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát đau thương khi tất cả mất trắng chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận được những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã làm dấy lên trong lòng họ nguồn năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam trong thời gian này. Nước sông Trường Giang ở Nam Kinh hôm qua vượt mức báo động, dự kiến tiếp tục dâng cao vì mưa bão. Sông Trường Giang đoạn chảy qua thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đạt mức nước 10,1m vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, vượt báo động 1,4m. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử nước sông Trường Giang ở Nam Kinh vượt báo động, hai lần trước vào năm 1954 và 1998. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo trong giai đoạn mùng 4 đến mùng 6 tháng 8, Nam Kinh tiếp tục hứng chịu mưa bão lớn, khiến mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lực lượng dân phòng cứu hỏa và người dân thành phố đang khẩn trương gia cố đê ngăn lũ. Chịu ảnh hưởng của nước sông Trường Giang, mực nước các con sông và hồ chứa ở tỉnh Giang Tô cũng liên tục dâng cao những ngày gần đây. Nước sông Thủy Dương dự kiến đạt mức 12,8m, hồ Thạch Cữu, hồ nước ngọt lớn ở hạ lưu Trường Giang cũng có mực nước lên tới 12,4m. Mực nước ở toàn bộ gần 300 con sông của Trung Quốc đều đạt mức báo động từ tháng 6, trong đó có 13 con sông dâng cao kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 3 tháng 8 cho biết nước sông dâng cao kết hợp với giải mây Mai Vũ gây mưa liên tục khiến Trung Quốc đang bước vào thời kỳ chống lũ quyết định. Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tới 37,89 triệu người ở 27 tỉnh khu tự trị và thành phố Trung Quốc, khiến 141 người chết hoặc mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 13 tháng 7 nâng mức cảnh báo lũ lên cấp 2, mực nước tại hồ chứa ở 10 đập thủy điện dọc Trường Giang đã đạt mức giới hạn. Lại là một đêm không ngủ với Ngô Thắng Tùng khi lần thứ 3 liên tiếp ông làm nhiệm vụ tuần tra bờ sông Tây Giang, tỉnh Giang Tây. Ngay sau khi Ngô bắt đầu ca làm việc tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, sét lóe sáng bầu trời, sấm chớp cũng xuất hiện ở phía xa. Cảnh tượng đó khiến ông đứng lặng, lo sợ về cơn bão đang trực ập tới và sự ổn định của mặt đất dưới chân ông. Tôi lo lắng một chút, dự báo thời tiết nói mưa còn tiếp diễn vài ngày nữa. Ngô, cán bộ làng Vạn Lý cho hay, địa phương của ông nằm ngay gần hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Sáng ngày 7 tháng 8, sau trận mưa lớn và đợt xả nước lũ trên thượng nguồn sông Trường Giang, mực nước hồ Bà Dương đã dâng cao chưa từng thấy ở mức hơn 22,5m. Đặt nhiều thị trấn và ngôi làng nằm gần con đê bao quanh hồ và tình thế nguy hiểm. Vạn Lý chỉ là một trong nhiều ngôi làng chịu tác động của đợt lũ mới nhất ở Trung Quốc khi thiên tai đã lan rộng tới 20 trên 31 tỉnh thuộc đại lục. Theo số liệu của chính quyền, tính đến hôm 6 tháng 8, gần 35 triệu người đã bị ảnh hưởng, ít nhất 120 người được báo cáo đã chết hoặc mất tích. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực dọc sông Trường Giang. Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, tỉnh Giang Tây có 2.545 km đê và 2.442 km trong số đó đang đối mặt với tình huống vô cùng nghiêm trọng liên quan đến kiểm soát lũ. Nhiều đoạn đê đang được người dân địa phương giám sát, nhiệm vụ mà ông Ngô đang làm. Hôm 3 tháng 8, nước lũ đã làm vỡ đoạn đê mà ông Ngô đang chịu trách nhiệm theo dõi, gây ngập vài ngôi làng nằm dưới.
khiến 20.000 người bị mất điện hoặc nước ngọt. Ông Ngô cho biết ông nhận nhiệm vụ tuần tra từ các giám sát viên vào hôm 4 tháng 8 khi dòng lũ đang tràn về phía họ. Ông cùng những dân làng khác thay phiên nhau theo dõi khu vực, mỗi người giám sát vài trăm mét bờ sông. Ông Ngô sử dụng đèn pin để kiểm tra những vấn đề có nguy cơ gây rủi ro cũng như các dấu hiệu nước tràn bờ. Những người giám sát dành gần như cả đêm để tuần tra, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát nếu phát hiện dấu hiệu đáng lo ngại, họ sẽ báo cáo với cấp trên. Những người chịu trách nhiệm điều phối, ngay cả một bất thường nhỏ cũng khá nguy hiểm. Dòng nước chỉ mất vài phút để ập tới, ông Ngô giải thích. Người dân làng Vạn Lý vẫn nhớ khi nước tràn vào hôm 5 tháng 8. Hoàng Địch Quần, một người giám sát khác lúc đó đang đứng trên một cây cầu khi đoạn đê ở phía khác bị vỡ. Tôi chứng kiến dòng nước đập vào bờ kè và nghe thấy âm thanh đứt vỡ. Rồi đột nhiên nó sụp xuống, Hoàng kể lại. Lần lượt từng ngôi nhà chìm trong dòng nước trong khi người dân sợ hãi chạy qua cầu hoặc trèo lên mái nhà để đảm bảo an toàn. Cả cánh đồng trồng lúa của nhà ông Ngô đều bị ngập. Ông cho biết nếu nước rút nhanh, một số cây trồng vẫn có thể cứu được, nhưng dự đoán tình trạng ngập lụt có thể kéo dài hoặc 2-3 tháng nữa. Dọc theo sông Trường Giang, mực nước trên nhiều hồ và nhánh sông vẫn tăng lên và không thể thoát đi đâu. Do đó, U chỉ có thể cố gắng ngăn chặn một vụ vỡ đê khác xảy ra và cầu nguyện. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đứng nhìn, ông nói. Hoàng Hỏa Tú đứng trong ngôi nhà 3 tầng nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy về phía bà sau khi con đê gần nhà bị vỡ chiều ngày 3 tháng 8. Cùng với đó, bà nhìn thấy người hàng xóm dẫn theo 3 đứa con nhỏ rời khỏi ngôi làng Kiều Đầu ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc. Đừng đi nữa, cô sẽ bị nước cuốn trôi đó, Hoàng vội vã hét lên. Bà đưa họ vào nhà mình, nơi chỉ trong vòng nửa giờ nước đã dâng lên tới tầng 2. Họ vội chạy lên tầng 3 để lánh nạn, nhưng Hoàng không có thời gian để thu gom đồ đạc. Ngay cả điện thoại di động của bà cũng bị nước lũ cuốn trôi, Hoàng kể. Người hàng xóm bật khóc nức nở thật khủng khiếp, cô nói khi Hoàng bảo cô ở lại và đừng lo lắng về việc họ sẽ ăn gì hay uống thế nào giữa biển nước mênh mông. Làng Kiều Đầu của họ là một trong nhiều nơi hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong tuần này. Với 20.000 cư dân bị mắc kẹt trong tình trạng mất điện và không có nước sạch, Hoàng đã may mắn sống sót sau 3 ngày chỉ ăn bánh quy và uống nước lã trước khi được con trai Hoàng Song Tây và lính cứu hỏa tới giải cứu. Mưa lớn và lũ lụt đã tiếp diễn suốt nhiều tuần qua ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng gần 34 triệu người ở 27 tỉnh, theo thống kê chính thức. Làng của Hoàng là một trong nhiều khu vực gần Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang ngày 1 tháng 8 đã phát cảnh báo lũ cao nhất ở hồ này. Giới chức cảnh báo mực nước hồ có thể đạt mức kỷ lục 22,59m như hồi tháng 7 năm 1998. Đợt lũ lụt năm đó kéo dài từ giữa tháng 6 tới đầu tháng 9 được xem là tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong hơn 40 năm, khiến hơn 4.000 người chết và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng, từ tỉnh Quảng Đông ở phía Nam tới Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc. Tối ngày 30 tháng 7, mực nước hồ đo được đã sấp xỉ 22m. Theo Trần Quý Nhã, Phó Giám đốc của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho biết, mực nước hồ nhiều khả năng sẽ vượt mức năm 1998. Trần nói và thêm rằng, công tác chuẩn bị ứng phó với lũ đang được tiến hành. Sáng ngày 1 tháng 8, nước lũ đã nhấn chìm các con đường ở Kiều Đầu. Ngôi làng giờ trở thành hồ nước và nhiều ngôi nhà giờ như những ốc đảo giữa biển nước mênh mông. Nhiều trường học và phòng khám ở ngôi làng giờ ngập quá nửa, 7 ngôi nhà đã bị dòng nước cuốn trôi, nhưng may mắn không có người chết. Ngồi trên xuồng cứu hộ Thượng Nhiêu, đội phó đội cứu hộ Thượng Nhiêu cho biết việc giải cứu người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sợ rằng động cơ xuồng có thể cuốn phải rác như dây thừng hoặc cỏ và bị chết máy, anh nói. Họ cũng phải dẫn theo một cư dân nắm rõ đường đi lối lại ở làng. Để tránh nguy cơ xuồng lao vào tường, dây điện hay cấp vật nguy hiểm dưới mặt nước, đôi khi họ cũng phải chú ý tới các chướng ngại vật trên đầu khi xuồng đi qua các tán cây ngập nước. Khi tới nhà dân, lính cứu hỏa sẽ dùng dây thừng cố định xuồng vào hàng rào trước khi Sun trèo lên ban công để giải cứu người dân. Đôi khi anh phải cõng họ trở lại xuồng cứu hộ an toàn. Hoàng Mỹ Phong, người dân làng Kiều Đầu, đã bị nước lũ cuốn mất ngôi nhà 3 tầng vừa xây xong năm ngoái. Cô không biết mình đã mất bao nhiêu tài sản, còn trang trại của gia đình tôi nữa. Chúng tôi chỉ vừa mới phân bón cho hoa màu, nhưng năm nay có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thu hoạch được gì, cô nói. Cô nhớ trận lụt năm 1998, khi hầu hết nhà cửa ở Kiều Đầu ngập trong nước suốt 3 tháng. Hoàng nói rằng gia đình cô đã chịu tổn thất nặng nề sau đó, nhưng may mắn đã khôi phục được kinh tế và xây được nhà mới. Nhưng lũ lụt lại kéo đến một lần nữa và phá hủy tất cả. Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời tôi
Thưa quý vị, lũ lớn ở thành phố Nghi Xương, hạ lưu đập Tam Hiệp cũng đang khiến cho hàng loạt ô tô bị ngập sâu trong nước. Hình ảnh và video được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 27 và 28 tháng 7 cho thấy thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc chịu lũ lụt nghiêm trọng, đường phố ngập trong nước lũ đục ngầu. Cùng với đó là những chiếc ô tô bị ngập lên gần nóc. Nghi Xương nằm cách đập Tam Hiệp khoảng 20 km và là thành phố đầu tiên ở hạ lưu đập. Nhiều người dân nghi ngờ lũ lụt là kết quả việc con đập lớn nhất thế giới bí mật xả lũ để giảm áp lực cho cấu trúc đập và người dân phải gánh chịu hậu quả. Kể từ hôm 30 tháng 7, mưa lũ xối xả trút xuống khu vực giữa và hạ lưu sông Trường Giang, dẫn đến nước lũ vượt cảnh báo trên 58 con sông ở 12 tỉnh và thành phố, gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, thượng nguồn sông Trường Giang, vùng hồ chứa Tam Hiệp và nhiều sông khác đều chứng kiến mực nước dâng cao đáng kể. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết trận lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và 11,22 triệu người, trong đó 78 người đã chết và mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Lưu vực sông Trường Giang hiện bước vào mùa lũ chính và đây là giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ. Đây là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2003. Lần gần nhất Trung Quốc chứng kiến trận lũ quy mô lớn như vậy vào năm 1998, khi hơn 2.000 người thiệt mạng và 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài việc tạo ra điện, một trong những mục đích chính được nêu ra của đập Tam Hiệp là giúp ngăn chặn chu kỳ ngập lụt dòng sông Trường Giang suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn trong mùa hè này sẽ khiến đập bị quá tải, hồ chứa của đập Tam Hiệp được giữ ở mức thấp, dẫn đến nghi ngờ xả lũ bí mật và gây lũ lụt khủng khiếp ở hạ lưu. Con đường đề dài 1 km biến thành thác nước lớn khi lũ tràn qua một huyện ở tỉnh Quý Châu. Mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Lượng nước trút xuống Duyên Hà, một huyện thuộc địa cấp thị Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, hôm 22 tháng 7 lên tới 116,9 mm. Lượng nước lớn khiến thị trấn Hòa Bình, nơi đặt chính quyền huyện, xuất hiện lũ quét và ngập úng. Do không thoát nước kịp, hơn 50 cửa hàng ở khu chợ nông sản của thị trấn bị nhấn chìm trong mực nước sâu hơn 1 mét. Nước lũ tràn qua con đê chảy xuống sông Ngô, tạo thành một thác nước lớn dài tới 1 km. Không muốn muộn làm, một cô gái ở tỉnh Quý Châu vừa lội vừa bơi qua đường ngập nước. Mưa bão kéo dài nhiều ngày ở miền Nam Trung Quốc tuần trước khiến đường phố ngập úng, cản trở người dân đi lại. Tuy nhiên, một phụ nữ trẻ ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu hôm 4 tháng 8 quyết không để tình trạng này ảnh hưởng tới công việc. Cô đã bơi qua đoạn đường ngập 80cm gần khách sạn Tân Thành, quận Tân Phổ. Tôi là giáo viên dạy bơi lội, xưa nay chưa từng đi làm muộn. Để kịp giờ làm, tôi quyết định bơi luôn qua chỗ ngập, cô nói. Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người nghi ngờ đây là video quảng cáo cho một hoạt động nào đó bởi nước có vẻ nông và cậu bé đằng sau cô gái vẫn lội qua chỗ ngập. Một số người cho rằng dù có là video quảng cáo thì cũng xứng đáng. Để bơi qua chỗ nước bẩn như thế này, cô ấy xứng đáng được trả thêm tiền, một người dùng Weibo viết. Bờ biển ở phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc những ngày gần đây có mưa lớn liên tục, có nơi mưa to đến rất to, mưa xối xả cục bộ, lượng mưa lớn gây ngập úng ở Bắc Hải, Julin và các thành phố khác. Khu đô thị Bắc Hải hứng chịu mưa xối xả, sở cứu hỏa địa phương đã sơ tán hơn 2.600 người. Theo tài khoản WeChat của Phòng Cháy Chữa Cháy Trung Quốc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, khu vực đô thị Bắc Hải và các quận xung quanh đã trải qua quá trình thời tiết mưa lớn liên tục hiếm gặp. Tại lưu vực sông Bạch Sa thuộc huyện Hợp Phố, do sự kết hợp của nhiều yếu tố như lượng mưa liên tục và việc mở các cửa xả lũ ở thượng nguồn, lũ đã làm ngập các bờ kè khiến tổng cộng hơn 2.000 người bị mắc kẹt. Trung tâm chỉ huy của đội cứu hỏa Bắc Hải đã nhận được các cuộc gọi trợ giúp từ thị trấn Bai Sa và thị trấn Sanku ở huyện Hepu vào trưa ngày hôm trước. Tính đến 5 giờ sáng, đội cứu hỏa thành phố Bắc Hải đã điều động 33 xe cứu hỏa, 21 thuyền và 189 nhân viên cứu hỏa, đồng thời sơ tán tổng cộng 2.603 người. Tôi chưa bao giờ thấy mực nước cao như vậy. Vạn Gia Giới, một người dân trong ngôi làng bị ảnh hưởng cho biết. Vào khoảng 4 giờ chiều, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà ông. Khoảng 1 giờ sau, mực nước dâng cao đã tăng lên khoảng 1 mét. Cục khí tượng Trung Quốc chỉ ra thủ phạm gây mưa lớn liên tục ra bờ biển Quảng Tây và Đông Nam kể từ ngày 2 tháng 8 là áp thấp gió mùa.
áp thấp gió mùa duy trì và dao động trên vùng ven biển Quảng Tây trong thời gian dài, cộng với hoạt động đối lưu tương đối tích cực của hệ thống mây phía đông và nam hoàn lưu áp thấp, vành đai mây đối lưu giữ nguyên vị trí trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến mưa tập trung và lượng mưa tích lũy lớn và quá trình thời tiết kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới gió mùa vẫn di chuyển theo vùng biển Quảng Tây và nhiều khu vực ở Quảng Tây sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông có mưa lớn vào đầu giờ sáng thứ Bảy. Quảng Châu, Trạm Giang, Mậu Danh, Trung Sơn và những nơi khác có mưa lớn. Trong đó, thị trấn Tân Đường, quận Tăng Thành, Quảng Châu ghi nhận lượng mưa tích lũy lớn nhất của thành phố là 151mm và nhiều đường phố trở thành ngoại quốc. Đường đi bộ không thể đi qua. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, từ đêm thứ Sáu đến Chủ nhật, các khu vực ở Nam Trung Quốc, Vân Nam và các nơi khác sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to hoặc mưa to cục bộ. Theo tình hình kiểm soát lũ lụt hiện tại và các điều khoản liên quan của Kế hoạch Khẩn cấp Kiểm soát lũ lụt và hạn hán quốc gia, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp vào lúc 8 giờ tối. Thưa quý vị, theo South China Morning Post ngày 5 tháng 8 cho biết, lũ lụt ở thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải sơ tán. Mưa xối xả làm vỡ đê sông Ngô Kiều ở quận Vạn Châu, khiến nhiều nhà cửa bị ngập chỉ sau nửa giờ. Nhiều người dân đôi bờ sông Ngô Kiều bị mắc kẹt trong nhà bao quanh là biển nước, cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin đến sáng ngày 8 tháng 8, đợt mưa có lượng mưa cao nhất trong năm 2023 này đã ảnh hưởng tới 37.000 người trong quận Vạn Châu với hơn 12.000 người được sơ tán tới nơi an toàn. Ngoài ra, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, còn 4 trường hợp khác ở Vạn Châu còn đang mất tích. Chưa hết, thời tiết khắc nghiệt đang xảy ra ở Trung Quốc còn ảnh hưởng đến 1.950 ha hoa màu, gây thiệt hại kinh tế gần 228 triệu nhân dân tệ, khoảng 31,6 triệu đô la Mỹ, trong khi hơn 350 ngôi nhà bị phá hủy. Mưa lớn và dông bão đã được dự báo tiếp tục ở Trùng Khánh trong 3 ngày tới và chính quyền quận Vạn Châu cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Trùng Khánh đã nâng mức ứng phó thảm họa lên cấp 3, mức cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt và hạn hán gồm 4 cấp ở Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo rằng tất cả 7 con sông lớn của Trung Quốc, trong đó có Dương Tử, Hoàng Hà, Châu Giang, đều có nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Ông Tập yêu cầu các cơ quan bao gồm Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Thủy lợi tăng cường lập kế hoạch tổng thể và phối hợp để theo dõi tình hình cũng như đưa ra cảnh báo lũ lụt sớm để ngăn ngừa thảm họa. Tính mạng của con người là trên hết, ông Tập nhấn mạnh với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về ứng phó lũ lụt và thiên tai. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã cấp gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 320 triệu nhân dân tệ cho 16 chính quyền cấp tỉnh, bao gồm thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên lân cận. Số tiền này sẽ giúp cho các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ, công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ những người buộc phải sơ tán và giúp dân xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại. Trong khi lũ lụt nặng nề khiến hàng ngàn người khắp Trung Quốc phải sơ tán, thủ đô Bắc Kinh lại đối mặt với sóng nhiệt. Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã ghi nhận 10 ngày liên tiếp nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Ngày 8 tháng 8, nhà chức trách Trung Quốc đã ban bố cảnh báo cam về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do mưa ở khu vực Tây Nam nước này. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo các nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở thành phố Trùng Khánh từ 20 giờ tối ngày 8 tháng 8 đến 20 giờ tối ngày 9 tháng 8. Cảnh báo màu vàng cũng được ban bố tại nhiều nơi ở khu tự trị Nội Mông, Trùng Khánh và Vân Nam. Người dân được khuyến cáo thận trọng. Hệ thống cảnh báo thời tiết về thảm họa địa chất của Trung Quốc có 4 cấp, trong đó màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp đến màu cam, vàng và xanh. Cùng ngày, Bộ Tài chính ra thông báo cho biết đã nhận được 320 triệu nhân dân tệ, khoảng 44,46 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó thiên tai Trung ương để hỗ trợ các vùng ứng phó với thảm họa địa chất và lũ lụt, trong đó có tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Trong số này, 250 triệu nhân dân tệ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát lũ và ứng phó thiên tai, 70 triệu nhân dân tệ hỗ trợ ứng phó với thảm họa địa chất. Các quỹ trên sẽ được phân bổ cho các chính quyền địa phương để phối hợp các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và ứng phó với thiên tai, tập trung tìm kiếm, cứu hộ và tái định cư người dân bị ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên. Các quỹ này cũng sẽ được sử dụng
để xác định và xử lý các nguy cơ và nguy hiểm tiềm tàng nhằm đề phòng thảm họa thứ cấp cũng như sửa chữa nhà cửa bị hư hại. Động thái trên được đưa ra sau khi mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới nhiều vùng, trong đó có Trùng Khánh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong một diễn biến khác, hạn hán ảnh hưởng tới khoảng 710.000 ha đất trồng ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8, Sở Nguồn Nước của tỉnh cho biết do nhiệt độ cao và lượng mưa ít trong thời gian gần đây, nhiều nơi ở miền Trung và phía Bắc của tỉnh đã xuất hiện hạn hán. Hiện tỉnh đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với hạn hán cấp độ 4, mức thấp nhất trong hệ thống gồm 4 bậc. Trong nửa đầu năm nay, tỉnh Hà Bắc ghi nhận lượng mưa trung bình 123,2mm, ít hơn 13% so với mức trung bình của mùa này trong các năm trước. Tổng lượng mưa trong 6 tháng đầu năm 2023 thấp nhất kể từ năm 1956. Riêng trong tháng 6, lượng mưa trung bình ở tỉnh Hà Bắc chỉ là 29mm, tức thấp hơn 60% so với mức trung bình cùng thời điểm này trong các năm khác. Tỉnh đã phân phối nguồn nước để mở rộng các khu vực tưới tiêu bao phủ 1,2 triệu hectare đất trồng nhằm giảm thiểu thiệt hại. Từ đầu năm nay, tỉnh Hà Bắc cũng đã tăng lượng xả nước từ các hồ chứa đầu nguồn để giúp bổ sung nước cho các hệ sinh thái và hoạt động nông nghiệp địa phương. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, có mưa vừa đến mưa to ở thành phố Tương Dương, mưa to đến rất to cục bộ và mưa to cục bộ ở Tào Dương. Đợt mưa này chủ yếu tập trung từ 18 giờ ngày 2 tháng 8 đến 2 giờ ngày 3 tháng 8. Lượng mưa trung bình ngày ở thành phố Tào Dương là 121,0mm, lớn nhất là 210,5mm tại trạm Võ Điện ở thành phố Tào Dương, lớn nhất tiếp theo là trạm Xuân Thư Loan, thị trấn Võ Điện, thành phố Tào Dương là 202,0mm và lớn thứ 3 là 195,5mm tại trạm Cao Gia Sùng ở thành phố Tào Dương. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở lưu vực sông Cổ Hà, trạm thủy văn Trương Gia Giới đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi thành lập, với mực nước cao nhất đo được là 72,94m. Đợt mưa lớn này có cường độ lớn, chất lượng cao. Sau khi nhận được cảnh báo thời tiết, Đảng ủy Cục Thủy văn Tương Dương đã rất coi trọng và nhanh chóng hành động. Với sự triển khai chu đáo, bố trí nhân sự hợp lý, tất cả các nhân viên thủy văn đều túc trực, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ. Và ca trực do lãnh đạo phụ trách luôn sẵn sàng cho công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo sớm về thủy văn. Ở tiền tuyến, các đồng chí ở ga Đông Pha đã di chuyển sau khi nghe tin lũ lụt và chạy đến ga Trương Gia Giới ngay lập tức. Mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình, sắp xếp thời gian khảo sát một cách khoa học, gấp rút đo đỉnh lũ, gấp rút thu dọn vết lũ. Đối mặt với trận lũ lớn nhất kể từ khi trạm thủy văn Trương Gia Giới được xây dựng. Ở hậu phương, lãnh đạo Cục Thủy văn Tương Dương và các đồng chí của Phòng Chế độ Thủy lợi đã sát cánh bên nhau suốt đêm để phân tích và phân đoán diễn biến của tình hình nước và mưa, đồng thời đưa ra các thông tin dự báo và cảnh báo sớm cho lưu vực sông Cổ Hà đêm đó. Hiện tại đang là mùa lũ chính để kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán. Cục Thủy văn Tương Dương sẽ tiếp tục nỗ lực chú ý đến sự phát triển và thay đổi của nước và mưa trong lưu vực, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thủy văn phù hợp cho các chính phủ tại các cấp, ngành, chỉ huy phòng chống lụt bão, ra quyết sách khoa học, lập lịch trình khoa học, giữ vững mục tiêu phòng chống lũ, đảm bảo an toàn sông ngòi. Nhiều tuần trở lại đây, trận mưa lớn chưa từng có trong 61 năm qua đã đổ xuống miền Nam của Trung Quốc, gây lũ lụt trên diện rộng và khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất đã có 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lớn ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người điêu đứng. Lũ lớn ở miền Nam Trung Quốc đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, làm xáo trộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Khu vực này dự kiến tiếp tục có mưa. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất và Trung Quốc đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất. Theo AP đưa tin hôm 29 tháng 7, gần 500.000 người dân tại tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi cảnh báo mưa lũ, chủ yếu ở các thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan. Tại tỉnh Giang Tây lân cận, khoảng nửa triệu người cũng đã chịu thiệt hại về nhà cửa và bị xáo trộn cuộc sống. Mưa nặng hạt đã làm sụt lún đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng. Những ngày sắp tới, trời vẫn sẽ đổ mưa. Hôm 29 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất đầu tiên của năm nay. Tại tỉnh Chiết Giang,
các đội giải cứu phải treo xuồng để cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong các nhà bị nước bủa vây. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn ở miền Trung và Nam, do hai khu vực này do có lượng mưa cao nhất. Tại một số khu vực, đợt lũ này là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua, trận lũ tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo dòng sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ có Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến những sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này đã khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới con người, mùa màng và nguồn nước ngầm. Lũ trên 100 con sông tại Trung Quốc đã vượt mức báo động. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng 6 đến nay đã khiến cho nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động, trong đó có sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang được dự báo là sẽ xảy ra lũ cực lớn trong ngày mùng 2 tháng 8, buộc nước này phải nâng ứng phó khẩn cấp lũ tại đây lên cấp 1, tức là mức cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trong thời gian gần đây, khiến cho lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông, liên lạc, điện bị gián đoạn. Nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ hết sức nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa đã phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền các tỉnh Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết, mực nước hiện tại tại sông Châu Giang của Bắc Giang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày 2 tháng 8. Trong khi đó, trận lũ số 2 đang hình thành ở Tây Giang. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, tức là mức cao nhất, từ 22 giờ ngày 1 tháng 8. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày 30 tháng 7 đến 12 giờ ngày 1 tháng 8, nước lũ trên 100 con sông của nước này đã vượt mức báo động với mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,1 đến 8,7 mét. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 30 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ năm đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 500 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 75 triệu đô la Mỹ cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt với thách thức. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết gần nửa triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bị sạt lở đất tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Những ngày qua, thì các khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong 61 năm qua. Cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết ngập lụt do mưa xối xả đã khiến 165.300 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, 1.592 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều hecta cây trồng bị phá hủy. Đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Đây chỉ là một trong 8 tỉnh phải hứng chịu mưa kỷ lục ở miền Nam nước này. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mưa lũ ở Quý Châu đã biến nhiều con đường trở thành sông. Lũ quét cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, lượng mưa trung bình đo được là 595mm. Con số này bằng 90% mức trung bình toàn Trung Quốc vào năm ngoái. Những trận mưa như chút nước xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Chính sự tác động của hai luồng không khí này có thể tạo ra những điều kiện thời tiết cực đoan trong khu vực.
Wang Weilu, chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa mưa hàng năm ở Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6 và thường nghiêm trọng nhất ở các khu vực nông nghiệp dọc theo sông Dương Tử và hạ lưu của nó. Thời tiết cực đoan ngày càng dữ dội và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những điều tồi tệ hơn còn ở phía trước. Hồi tháng 5, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng những trận mưa xối xả dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam và phía Tây của đất nước. Mưa lớn cũng đã được dự báo sẽ tăng cả về tần suất lẫn cường độ, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất thường xuyên hơn ở các khu vực miền núi. Nước sông dâng nhanh cũng đã khiến cho các thành phố ven sông chìm trong biển nước. Trung Quốc cũng đã ghi nhận lượng mưa trung bình hàng năm là 576,5mm vào năm ngoái, cao hơn 5,6% so với bình thường. Báo cáo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo điều kiện thời tiết nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là về cường độ mưa bão trong những tháng mùa hè. Những thiệt hại mà thời tiết cực đoan gây ra đang khiến Trung Quốc không thể thờ ơ. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết, 1 triệu dân ở Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này. 198.000 hecta đất nông nghiệp ở tỉnh được mô tả là thủ phủ của gỗ và tre nứa cũng đã bị phá hủy. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch lũ lụt năm ngoái. Cùng vào khoảng thời gian này đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng ngay lập tức không phải là điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính vì thế mà trị thủy đã trở thành khát khao kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê đào kênh thoát nước, những thập niên qua Trung Quốc cũng đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện bất chấp số lượng đập ngày càng một nhiều. Lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải là bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Ngay cả khi đó là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động của nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống. Thưa quý vị, theo giới chức địa phương và truyền thông Trung Quốc, đợt mưa to trút xuống vùng đô thị Trung Khánh, Tây Nam nước này khiến 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Truyền thông nước này cho biết các trận mưa to kể từ ngày 3 tháng 8, chủ yếu dọc khu vực sông Trường Giang đã gây ra lũ lụt và nhiều thảm họa địa chất, làm hư hại 7.500 ha diện tích cây trồng, cũng như gián đoạn đời sống trên 130.000 người dân sinh sống tại 19 quận huyện ở khu vực. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng buộc cơ quan ứng phó khẩn cấp thành phố Trung Khánh nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 3. Cơ quan này đã tiếp tế hơn 29.000 mặt hàng cứu trợ thiên tai như lều, chăn, giường gấp đến quận Vạn Châu, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lượng mưa cao kỷ lục. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên lân cận cho biết tính từ đầu tháng 8, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 460.000 người dân. Giới chức Trung Quốc cũng cho biết khoảng 85.000 người phải sơ tán trước nguy cơ lở đất và lũ quét xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là miền núi trong tuần này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu chính quyền các cấp ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Mưa lớn tuần qua ở Trung Khánh là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc năm 2023. Trước đó, ngày 4 tháng 8, nước này đã cảnh báo nguy cơ thời tiết khắc nghiệt và thiên tai hoành hành trong tháng 8. Trái với những trận mưa lớn phía Tây Nam, nhiều khu vực khác được ghi nhận tình trạng nắng nóng bất thường do nhiệt độ tăng cao tới 35 độ C. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc khuyến cáo người dân tại thủ đô Bắc Kinh và nhiều khu vực khác ở trong nhà. Theo tờ Bắc Kinh Evening News,
trong tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh đã trải qua tổng cộng 14 ngày ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, bằng với mức cao kỷ lục hồi tháng 7 năm 2000. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khí tượng Trung Quốc ước tính mỗi tháng, trung bình nước này có 4,1 ngày ghi nhận nhiệt độ vượt quá 35 độ C, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1961. Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu tăng lên đang làm trầm trọng thêm tình hình thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới.